Xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão đây. Đến với lại video ngày hôm nay chúng ta thì chúc các bạn đang xem video có một ngày thật tốt lành nhá. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi giờ view ảo với các bạn. Một con ảo đến từ bạn có tên là Liên X Cáo. Nhưng mà trước khi đi giờ view con ảo này thì mình sẽ đi trao quà cho mini game tuần trước đó các bạn nhé. Rồi thì đây là cái trang để mình trao quà nhá. Trang này là trang của bên Fred Theo Cái Giới nha các bạn. Thì đây chính là ID của cái bạn trúng giải nha. Lần sau nếu như mà có mini game thì chắc là mình sẽ kêu các bạn comment ID nhân vật luôn. Có gì thì nếu như mà trúng giải cái là mình sẽ vào mình trao luôn cho nó nhanh. Đỡ mất công các bạn phải liên hệ mình. Như thế thấy ok hơn đấy các bạn nhỉ. Thì bạn này bạn ấy trúng gói vé play nên là mình sẽ mua cho bạn ấy gói vé play nhá. Và không biết là các bạn có thích tham gia những cái mini game kiểu tặng vé play như này hay không thì các bạn comment xuống bên dưới cho mình biết đấy nha. Đây, mình đã nạp xong cho bạn ý rồi đây các bạn. Ok, như vậy là xong nhá. Trở lại với bạn Liên và Cáo. Ui, bạn này chơi từ năm 2021 các bạn ơi. Việt Nam 2, phố người Việt. Bạn nào mà từng chơi ở trong cái giai đoạn mà cái game nó chia hai server Việt Nam ra là Việt Nam 1 với Việt Nam 2 thì chắc là bây giờ cũng già lắm rồi đấy nhỉ. Vâng, cái thời đấy nó vui dã man các bạn. Việt Nam chúng ta chơi đông tới mức mà Hàn Quốc người ta phải chia ra hai server riêng, server Việt Nam 1 và Việt Nam 2 để cho nó bớt người đi. Nhưng mà cái lượng người nó vẫn quá đông. Và sau khi mà tranh cãi là kiểu như là chia rẽ Việt Nam ra thì người ta lại gộp hai cái Việt Nam 1 và Việt Nam 2 vào lại. Đấy, nói chung là Việt Nam chúng ta ảnh hưởng cái game này gớm lắm các bạn. Nhưng mà ngày xưa thôi, cái thời đấy là thời huy hoàng thôi. Bạn nào mà chơi cái thời đấy thì đúng là thời mà game nó vui nhất đấy các bạn. Còn giờ thì game nó bớt vui rồi. Đa phần bây giờ game câu cá của chúng ta không có những người kiểu lớn lớn chơi nữa. Lớn lớn ở đây tức là khoảng tầm cấp 3 và trên cấp 3 một tí. Tức là khoảng tầm 20 tuổi đổ lên ấy. Thì hơi ít các bạn. Vẫn có nha, nhưng mà ít. Bây giờ mình cảm giác như là kiểu như là chủ yếu là các bạn ý nhỏ tuổi thôi các bạn. Tức là tầm khoảng tầm lớp 3, lớp 5, lớp 7. Đấy, khoảng khoảng 10 đến 15 tuổi các bạn là đông. Tại vì game này cũng na ná giống kiểu game trẻ con đấy. Còn người lớn thì vào đây không biết chơi cái gì luôn. Câu cá thì bây giờ chán quá rồi. Bây giờ bảo mình mà đi câu cá thì mình cũng ngồi mình cũng chán nữa cơ. Với cả là cái giả lập của mình nó cũng bị văng nữa nên là đâm ra cũng hơi hơi khó. Cái này thì cũng khá là ok nha các bạn. Rằng săn cũng được khá là nhiều cá rồi. Nhưng mà cá mới thì có vẻ như là bạn ấy hơi lười săn. Cá băng thì gần như là không săn luôn các bạn. Chỉ có vài con nè. Đây, côn trùng thì là 170 con. Đấy, cái thời mà game nó mới ra mà có côn trùng như này thì có phải là sướng không? Đi bắt tối ngày luôn. Thuê. Nhưng mà tiếc thay, thời đấy game nó lại không có côn trùng các bạn. Thời đấy nó chỉ có một cái tin siêu hot thôi. Đó chính là người ta sẽ cho chúng ta trồng cây các bạn. Trời ơi, cái lúc mà khi mà nghe cái tin mà game nó chuẩn bị cập nhật cái tính năng trồng cây ấy các bạn, là cả cái server kiểu ai cũng thổn thức luôn. Ai cũng mong là nó sẽ mở một cái nông trại trong nhà, xong rồi có thể trồng cây, có thể buôn bán, rồi có thể trao đổi với người này người kia. Xong các bạn biết sao không? Đùng một cái, nó chỉ cho đúng trồng 3 cây vào 3 cái chậu. Ôi dồi ôi, nói chung là chán. Đợt đấy mà nó cho trồng cây kiểu như làm nguyên một cái nông trại giống kiểu Avatar ngày xưa hoặc là cái game nông trại ấy các bạn, thì đúng là game này hết sảy luôn. Rất là nhiều thứ để chơi luôn các bạn. Câu cá này, trồng cây này, bắt côn trùng này, đập đá này. Rồi còn gì đâu. Tại vì các bạn biết sao không, đợt đấy là bọn mình cứ nghĩ là kiểu như là cái nhà của chúng ta ấy, xung quanh cái không gian nhà của chúng ta nó còn rất là nhiều những cái dung lượng, tức là nó bị hỏng rất nhiều, thì mình cứ nghĩ là kiểu như là người ta sẽ để dành để người ta làm những cái gì đó sau này. Nhưng mà ai ngờ đâu không có nông trại luôn. Buồn ghê. Đây, chúng ta sẽ đến với đồ trong ba lô của bạn ấy nha. Chơi từ năm 2021 nhưng mà đồ thì có vẻ khá là ít các bạn. Cũng là một nick chuyên cày chay thôi. Không thấy có đồ gì đáng đồng tiền bát gạo. Đây chắc là chùm cày chay rồi. Vâng, pet thì cũng nhiều đấy. Đây, cá đây. Cá khổng lồ thì bạn ấy không săn được các bạn ơi. Hình như là bạn này chắc là vẫn còn nhỏ tuổi thôi các bạn. Nhưng mà chơi từ năm 2019 là cũng ghê rồi. Bây giờ tìm đâu ra những... À đâu,
Chơi từ năm 2021 là cũng ghê rồi. Tại vì bây giờ tìm đâu ra những nick mà chơi từ 2021 các bạn. Fry theo bây giờ như là vừa mới sinh nhật 3 tuổi sao các bạn ơi. Nên là năm 2021 là năm mà ra cái game này đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ về nhà bạn ấy, mình giờ view xem có gì không nha. Đây. Ta sẽ bắt đầu thôi các bạn ơi. Mình mới đổi tên. Không biết là ngày xưa bạn ấy tên gì. Rồi, nhà của bạn ý đây. Vâng. Nhà của bạn ý thì nhìn cái phong cách mà bạn ấy để cô nhà làm mình lại nhớ tới nhà của mình ngày xưa các bạn ơi. Ngày xưa cái thời mà mình chơi game á các bạn, cái thời mà nhà 54K ấy. Đấy, mình cũng có một căn nhà như này này. Mình cũng làm một cái gọi là cầu trượt ở cái bể bơi và xung quanh thì mình cũng đặt bể cá. Ngày xưa nói chung là vui, ngày xưa còn có cái kiểu như là đặt hai cái bể nhỏ nhỏ ra bên ngoài nhà xong rồi tổ chức những cái cuộc thi câu cá sấu ấy các bạn. Nhưng mà đấy là ngày xưa thôi. Lại là câu chuyện ngày xưa rồi các bạn ơi. Giờ thì game quá trời thứ để chơi nhưng mà không còn những người bạn như ngày xưa nữa. Bây giờ các bạn không mấy ai chơi game phải cho bây giờ nữa rồi. Các bạn đã đi hết rồi các bạn ạ. Ở trên kia còn có mấy cái con màu xanh xanh cũng khá là đẹp. Trong này là gì đây? Vâng, trong này chắc là phòng làm việc và phòng ngủ rồi. Mình thấy có máy tính, tivi, giường, bàn trang điểm, tủ quần áo. Đúng rồi đấy. Trên này có gì không? Trên này à? Bạn này ngày xưa cũng giống mình nè. Ngày xưa chỗ này ngày xưa của mình cũng nuôi pet ở trên này. Rồi qua bên này coi. Tầng hầm ngày xưa là mình làm nguyên một cái dàn DJ. Bạn này thì bạn ấy làm một quán cà phê chill chill các bạn. Có bán quán cà phê, có chỗ ngắm côn trùng. Vâng. Bạn này chắc là thích bắt côn trùng rồi. Thấy trong nhà quá trời côn trùng các bạn. Bọ ngựa này. Quá nhiều thứ luôn các bạn. Ok. Như vậy là cái ạc này thì hết rồi đấy các bạn. Một cái con ạc mà chơi từ năm 2021 nhưng mà cũng không có gì gọi là quá rích kịch được các bạn ơi. Đây là một người cày trai chính hiệu đấy. Vâng. Và chắc là mình cũng review đến đây luôn nha các bạn. Còn về cái vụ mini game thì không biết là ý kiến của các bạn sao ta? Các bạn có muốn mình tổ chức thêm mini game không? Nếu như mà các bạn mà muốn tổ chức thêm thì các bạn comment xuống bên dưới cho mình biết đấy nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành nhá. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.